Xin chào, tôi là Ben. Bên chuẩn bị ăn bún bò Huế nha cả nhà. Truck là What do you think? Truck delicious. Come on, Emu. Oh, nói tiếng Việt mọi người có hiểu không? Cảm ơn em yêu. Thank you. Không có chi anh yêu. Ăn ngon nha. Thì tụi mình thích ăn đồ Việt Nam lắm mọi người. Ảnh người Úc, ảnh thích đồ Việt Nam. Còn mình người Việt Nam thì cũng không có thích ăn đồ Úc. Cho nên đồ Việt Nam là món chánh trong gia đình mình cả nhà ơi. Anh ăn được nước mắm nữa. Ảnh ăn được cá kho, thịt kho tàu, canh chua, cá kho tàu anh rất là thích. Mình nấu phở hay là chiên, nhất là chả giò, anh rất là thích. Bún xào, nói chung là món gì mình làm á, thì anh cũng thích ăn hết. Mặc dù mình nấu thì cũng tương đối thôi, chứ cũng không có giỏi như người ta. Tại vì mình đi làm mình rất là bận thì về chỉ nấu nó căn bản thôi cả nhà ơi. Beautiful. Yeah. How do you ask Vietnamese people? How are you? Do you remember? Khỏe không? Anh hỏi khỏe không? Nhưng mà anh phải nói là mọi người có khỏe không? You say again. Mọi người có khỏe không? Mình dạy anh nói tiếng Việt luôn cả Xin nhà ơi. chào Việt Nam, khỏe không? But in Việt Enjoy. Nam you have to say mọi người có khỏe không? Mọi người khỏe không? Yes. You have to say mọi người, not just say khỏe không. Nó phải có đầu có đuôi, Mọi người khỏe không? có tôn ti trật tự nha anh yêu. Đây mình cũng muốn review lại cái nồi này cho nấu cho mọi người nha. Thì ở đây mình có cái rau sống mình trồng nhà nè cả nhà. Đủ thứ rau sống, cái này là ngò của Tây Ý mọi người. Rau răm, rau húng quế, húng chanh, húng lủi, hành trồng nhà. Cái này thì bắp cải giòn á, nó kêu là Việt Nam nó kêu là mình không biết nó kêu là cái gì đây nữa. Bên đây nó kêu là iceberg đó mọi người. Ăn với bún mua cái gói về cái mình luộc lên. Mình chấm với tương đen, có ớt cay trồng nhà, chanh trồng nhà, hành lá trồng nhà. How do you say I would like more? You say anh muốn ăn nữa. Anh muốn ăn nữa. Ăn ngon, bây giờ anh hết một tô rồi anh đòi ăn thêm một tô nữa cả nhà ơi. Ăn nhiều quá nuôi sao nổi. Nói chơi thôi chứ tại vì ảnh vui cho nên ảnh ăn thêm thôi cả nhà. Cái món này thì nói chung nấu cũng không có mắc Chocolate tiền, nó cũng rẻ thôi, mình nấu cũng đơn giản thôi. Thịt bò ở đây thì nó bán nhiều mà rẻ mà tươi nữa, mình mua về mình làm rồi rau sống rồi nói chung là cũng cây nhà lá vườn thôi, có gì mình làm đó. Bún thì người ta nhập từ Việt Nam qua thì mình chỉ luộc lên thôi cả nhà.
You add more soup, darling. You got some beef in there? Yep. Enjoy. Oh. Cứ tự nhiên ăn cho ngon nha anh. Delicious. Anh nói delicious là ngon á mọi người. Nhiều khi ở đây hai đứa mình làm công việc toàn thời đó cả nhà. Nhiều khi về thì không có thời gian để nấu đồ ăn một hai, cứ như hai món trở lên. Thường thường mình nấu chỉ một món một thôi. Mình cũng không có dám ăn nhiều, lớn tuổi rồi. Ăn nhiều cũng sợ bị mỡ trong máu. Cho nên nấu thì đơn giản. Thì bữa nay mình muốn nấu món bún bò Huế này để cho ông xã thích, ảnh rất là thích. Cho nên mình nấu cho ảnh ăn. Tranh thủ thời gian mình làm. Ở Việt Nam bây giờ là hình như là nghe mẹ mình nói là 28 Tết rồi phải cả nhà. Còn có mấy bữa nữa là Tết dương lịch mình rồi. Cả nhà chuẩn bị đón Tết hen. Thì năm mới Tết đến, tiên chúc cả nhà một năm mới vạn bình an, bao yên vui sẽ đem đến gia đình và thật nhiều hạnh phúc tràn đầy trong năm mới. Better than the restaurant. Amazing. Anh nói em nấu ngon hơn ở nhà hàng. Không dám đâu anh yêu. Nhà hàng người ta chuyên nghiệp, còn em chỉ là cây nhà lá vườn thôi mà. I said to the audience that no, the restaurant day professional, I'm just simple cooking. Làm sao ngon bằng người ta. Anh khen mình lấy lòng thôi cả nhà ơi. Để mình hỏi ảnh khen lấy lòng hả, khen thiệt nha. Do you say good for real or you just want to make me happy? Good for real, delicious. Anh nói không phải, anh khen từ trái tim mình chứ không phải là anh nói để cho em vui thôi. Có sao anh nói vậy đó. So many flavor, so much flavor. Cái hương vị rất là đậm đà. Anh thích cay cay, có bún, có rau, có hành, có rau kiểu như cái loại rau mà bên ngoài Đà Lạt nó kêu là cải, mà cải giòn á mọi người, để ăn sống á. Năm nay mình không có trồng nhiều, thì nếu mà năm tới mình tranh thủ thời gian mình trồng nhiều loại rau nữa, review cho cả nhà xem, mình cố gắng thôi. Nếu mà được thì mình mới dám review, còn trồng không có gì sao mình dám. Fresh noodle. Bún mà tươi, anh nói bún tươi. Fresh lettuce. Yes. Thank you. Fresh mint. Anh nói cái gì cũng tươi sống mà good. Organic, darling. Organic. The best. Đúng rồi, anh nói là organic là tốt nhất. Đúng rồi. Yeah, the đúng best. Rồi. Đúng rồi. Anh tiếp tục ăn thêm một miếng nữa cả nhà ơi. Vậy là có thể là ngon đó, anh mới ăn được như vậy. Thường thường anh ăn một tô thôi, bữa nay chắc là thấy ngon rồi đó. Good. Yum. Do you think look like in the restaurant we've been eat last week? Very good, very similar. But homemade is always delicious.
Nói hương vị thì giống như bữa mình ăn nhà hàng, nhưng mà ở nhà nấu thì dĩ nhiên nó đậm đà hơn, ngon hơn. Để mình nấu mình không có niêm bột ngọt cả nhà ơi, mình niêm cái loại bột rau củ quả bên Úc nó làm á, mình không có niêm đường nhiều nữa. Thường thường mình ăn, có ăn thì ăn đường vàng á cả nhà, tốt hơn là đường trắng, tại đường trắng nó tẩy, có chất tẩy hóa học, không không có tốt cho sức khỏe mình. Được, nước ông xã mình dễ ăn uống lắm cả nhà, cho nên mình cũng thấy thoải mái, chứ mà khó là xong không biết làm sao luôn á. Nấu gì anh cũng ăn, mình nhiều khi mình nấu mình thấy còn thấy dở mà anh khen ngon. Người Úc mình thấy dễ ăn á, tại vì người ta ăn chỉ là nhiều khi đồ ăn như là khoai tây chiên rồi cá chiên hay là thịt nướng thôi, đơn giản mà không có ướp gia vị, cho nên người ta ăn nó không có đậm đà bằng cái đồ ăn Việt Nam mà Á Châu của mình. Tức là mình đồ ăn Việt Nam nó vừa nó ngon mà nó còn tươi, mà nó hương vị nó rất là đặc sắc. Cho nên theo như mình biết á, thì đồ ăn Việt Nam là cũng có hạn trên thế giới đó. Mà bây giờ người Úc bên đây là người ta rất thích ăn đồ Việt Nam. Mình đồ của mình nó không có dầu mỡ nhiều như đồ của người Trung Quốc. Rồi video tới đây cũng khá dài đó cả nhà, thì mình tạm ngưng đây. Mình chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nha. Và đừng quên nhấn nhấn chuông để đăng ký cho mình, ủng hộ mình, chia sẻ, like cho mình nha. Chúc cả nhà vui vẻ. Tạm biệt hen. Darling, we finish now, chứ say. Tom B. Ảnh tạm biệt cả nhà hen. Hẹn gặp lại. I'm gonna play. Bye. Bye.